chào quý vị khán giả và các em thiếu nhi đang đến với chương trình Ước mơ của em do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty MCV sản xuất. Qua những lá thư mà các em nhỏ gửi về cho chương trình thì Mai Phương thấy có rất nhiều bạn nhỏ chia sẻ về kế hoạch nghỉ hè của mình. Trong đó có rất nhiều chuyến nghỉ hè thật vui và thú vị. Nhưng trong đó có một lá thư mà Mai Phương cảm thấy rất thích. Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ phải tạm dừng để liên lạc ngay với hiệp sĩ đã. Sao mày? Alo? Nghe Mai Phương ơi, có nhiệm vụ mới hả? Đúng rồi, đây là một ước mơ của một người bạn nhỏ tên là Nguyễn Vĩnh Hoàng Tôn. Đang học lớp 32, trường quốc tế Việt Úc. Và bạn ấy đã viết về cho chương trình như thế này. Mẹ con quê ở Củ Chi. Mẹ rất hay kể cho con nghe về những trò chơi hồi nhỏ của mẹ, như ngồi trên xe bò nè, thả diều, bắt dế. Lần nào mẹ kể con cũng muốn được chơi thử liền một trò chơi đó. Có điều, một năm mẹ dẫn con về quê chỉ có một lần. Nhưng lần nào về cũng có chút xíu thôi, nên chưa chơi được gì hết. Ước mơ là trải nghiệm một ngày ở quê ngoại. Như vậy là hiệp sĩ đã hiểu nhiệm vụ của mình rồi đúng không? Hiệp sĩ sẵn xe rồi để chạy qua nhà bé Tôn luôn. Mai Phương giúp Hòa Hiệp gọi cho bé Tôn nói là hiệp sĩ Hòa Hiệp đang trên đường tới nha. Vậy thì chúc hiệp sĩ thành công nha. Cảm ơn Mai Phương nhiều. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay thì hiệp sĩ đã nhận nhiệm vụ lên đường để giúp đỡ cho người bạn nhỏ của chúng ta bắt đầu một chuyến hành trình về quê để tham gia những trò chơi dân dã. Chị ơi, cho em hỏi đây có phải là nhà của em Nguyễn Vĩnh Hoàng Tôn không ạ? Đúng rồi. Giờ bé có nhà không ạ? Có, bé có nhà. Để em có thể vô gặp bé tí được không ạ? Được, mời em vô. Dạ rồi, cảm ơn chị. À, xin chào con. Nó đang làm gì đó? Dạ, con ăn sáng. Con ăn sáng hả? Con chờ chú lâu chưa? Cũng lâu rồi chú. Cũng lâu rồi. Chú thấy là mấy em học sinh đó bây giờ thì thích là coi phim siêu nhân này nha, hoặc là đi tụ tập bạn bè đi chơi. Tại sao con không có những ước mơ đó mà lại có ước mơ về quê ngoại? Là tại con thấy nó sẽ đó chú, nó không có vận động mà con lại thích vận động, cho nên con ước mơ là về quê mặt ngoại xong chơi những trò chơi mà mẹ con đã chơi. Nhưng mà con có sợ dầm đắng không? Dạ không. Chắc không? Dạ chắc. Đắng đen xấu thì sao? Xấu, kệ nó. Rồi, vậy con đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Vậy hôm nay á, hai chú cháu mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu về quê ngoại. Mình chia tay với mẹ đi, rồi hai chú cháu mình lên đường cũng trễ rồi, ha? Dạ. Con đi chơi với hiệp sĩ thì con phải ngoan, dạ. Ha? Con phải ngoan, con vâng lời chú hiệp sĩ, ha? Dạ. Rồi chú dặn cái gì thì làm đúng, và con đừng có quá nghịch ngợm. Còn con cứ chơi thoải mái, chơi hết mình, vậy ha? Dạ. Rồi thôi, hai chú cháu mình lên đường. Sao? Con thấy cái đường này có quen không? Dạ thấy quen. Thấy quen hả? Quen nào nhất? Quen với thầy. Con nghĩ là gần tới nhà ông Bảy chưa? Dạ rồi, con nghĩ gần tới. Đâu? Đã tới rồi, mà cái cổng đằng kia sao phải. Sao biết? Không? Đúng rồi. À đúng. Cái sân nè, chị Diễm. Chị Diễm. Chị. Đâu rồi? Thì con kêu đi. Ông Bảy. Con về nè ông Bảy. Ông Bảy đang về rồi. Chào ông Bảy đi. Thưa ông Bảy. Mẹ có đi không? Dạ không. Diễm có đi à? Dạ, chào ông. Dạ, chào ông. Dạ, thì mình vô. Ông Bảy khỏe không ông Bảy? À, ông Bảy khỏe không? Thưa bà Bảy khỏe không bà Bảy? À, khỏe con. Thưa chú Nga học năm. Thì trước con có nhớ là con đã chơi chung với hai chị này chưa? Dạ rồi. Có bị ân hiếu không? Dạ không. Đây rồi, vì sao không nhớ? Lâu, cỡ chừng con học lớp lá luôn rồi. Chị năm nay học lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7, còn chị Diễm? Dạ, học trung cấp. À, trung cấp hả? Cá của Diễm hay có cá cao trình? Công trình. Mình mua hay là sao? Dạ không, đi xúc. Lát có muốn đi xúc bắt mấy con này không? Dạ thiếu, muốn. Thì không? Dạ thiếu. Mình cần đem theo lưới không ông Bảy? Thì con ông Bảy cách làm kìa.
móc màu vô nè. Để vô rồi, để cho người đó đó. Chừng nào nó ăn nó lâu cái phao có giật nữa không? Hôm nay phải ráng câu được 3 con nha. Câu cá là cần phải sự kiên nhẫn. Đó, giật. Giật, mà lên không? Giật. Ồ, trời ơi. Uổng quá. Chuẩn bị phải kéo cái phao lên tí không vậy? Nước cạn không sao. Dính rồi, công nhận hay thiệt. Qua wow, một con cá đầu tiên đó. Ông bán con cá gì vậy? Ok. Dạ. Sao? Cảm giác câu dính con đầu tiên thế nào? Dạ, con rất là vui. Tại con thấy cái câu nó nặng. Đó, kéo lên, nhấc lên. Ôi, hụt rồi. Con học võ đúng không? Dạ. Con học võ gì? Dạ, vô Việt Nam. Con học đến đâu rồi? Dạ, học đến Đa Sang đặng đặng một rồi. Con ngồi xuống đi, con đứng lên không ăn đâu. Trời ơi. Đổ hết mồ hôi rồi. Những giọt mồ hôi vất vả. Dứt rồi, hụt. Chút xíu rồi mình hai câu xuống mà nó không ăn nữa. Thì giờ để cho nó sợ con biết làm cách nào để cho nó sợ không? Để biết. Làm cách nào? Trời đá xuống. Không vậy, con trội đá xuống là nó sợ quá, nó bay vô khác. Con biết làm sao không? Không. Con múa bài quyền cho nó. Nó sợ đi, đúng không? Múa đi, chú cầm cho. Thử coi. Đi, mới có được có một con nào, nhanh lên. Hết thời gian rồi đó. Đâu đứng thử múa đi. Đứng mà đi múa thử coi. 2, 3. Hey. Yeah. Được chưa? Làm món ăn gì luôn. Con nghĩ là tình hình này con sẽ câu được bao nhiêu con cá? Dạ chắc 3 con. 3 con nè hả? Vớt. Đã ghê chưa? Bự hơn không? Con nhỏ chết á. Nó chết không? Dạ không. Thì mình thả xuống đi. Thả đi. Đi cắm anh. Rồi. Thu hoạch được à, giữ nha. Rồi cầm đi. Giống điệu đi con chứ sao. Thường này nó có cái dế cơm không Bảy? Có. Muốn bắt dế không? Nếu có thì muốn bắt. Lấy cuốc. Lấy cuốc không Bảy ha? Đang đứng chọn Bảy đây nha. Ủa chú Hòa Hiệp mà dế cơm nó có đá được gì chú? Không biết nữa thì bây giờ lát ra hỏi ông Bảy còn sao. Thôi cầm đi, mình đi. Mình đi bắt dế, đi. Có không Bảy? Ông Bảy, sao biết được cái hang nó ở đó rồi ông Bảy? Nó đụng trong đất. Bắt nó. Đúng rồi, trời ơi. Bỏ vô cái bao. Ồ, dế cơm ha. Con thử cuốc coi. Đừng vô chân nha con. Tiếp. Thở rồi. Nó thông ra từng cái lỗ luôn hả, ông Bảy? Ông Bảy, dế cơm ăn cái gì ông Bảy? Không có. Có gì cũng được không Bảy? Rồi, kéo lên, ra. Nữa, đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi trời. Nó mất rồi, nó chạy rồi. Đâu, chạy đâu, đây. Đó, lấy tay bắt nè. Rồi ra, cố lên. Cố lên, gần cho mình, được rồi, cố lên. Hay quá. Sao cái bao đâu? Trời ơi, đi đâu sợ hay quá, bắt được một con dế luôn nè. Sao vậy, gì? Nó cắn trùng lắm. Cắn đâu mà cắn. Rồi, được một con rồi đó. Ủa mà ông Bảy tại sao tự nhiên con cầm cái chân nó rồi sao tự nhiên đau quá vậy? Cái chân nó có gai. Chân nó có gai mà không có sao đâu con. Ngồi xuống đây. Yeah. Rồi bây giờ mình mở ra coi mình coi được bao nhiêu con rồi. Một con. Chú Hòa Hiệp có khách ăn không chú? Chú thích ăn. Vậy thì cho chú một con. Cho chú một con. Dạ. Rồi con có ăn không? Dạ có. Rồi còn mấy con? Còn à. Chú ăn một con thôi. Còn 3 con thì cho ba mẹ 2 con. Cho ba mẹ 2 con. Còn 1 con nuôi. Còn 1 con là con nuôi. Dạ. Alo mẹ, con bắt được 5 con dế cơm. Với lại 1 con dế lửa. Dế con bắt vậy là cũng nhiều lắm đó. Mẹ vậy giờ con ăn được nó được mà.
mình bắt chơi cho vui thì được, coi như là con chơi trò chơi rồi, thả nó đi đi, tội nghiệp nó, một con dữ là nó cũng chết á. Dạ. Không? Dạ. Mẹ không cho nuôi, mẹ cũng không cho ăn luôn, giờ thả. Giờ thả đúng không? Dạ. Chắc chắn không? Dạ chắc. Tiếc không? Cũng tiếc. Thôi kệ thả. Giờ thả luôn không? Dạ. Sao? Hôm nay một ngày về quê ngoại. Cô Tôn nói cái cảm giác cũng như cái cảm nghĩ mình như thế nào đi. Dạ. Nóng không? Tháo nó ra đi. Dạ. Tháo ra. Dạ con rất là cảm ơn hiệp sĩ của chương trình. Ước mơ của em đã cho con một ngày trải nghiệm với lại chơi những trò chơi dân dã mà mẹ con đã chơi. Con thấy rất là vui, khác với mấy cái game online lại trên máy tính và coi trên TV. Như vậy là hiệp sĩ đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình là giúp cho bé Tôn thực hiện được ước mơ là một ngày trải nghiệm tại quê ngoại của mình. Vậy là cuối cùng thì Hoàng Tôn cũng có một chuyến đi rất thú vị về quê và được tham gia những trò chơi dân dã. Mai Phương cũng rất thích và hy vọng rằng các bạn nhỏ của chương trình có dịp sẽ được tham gia những trò chơi dân dã giống như vậy. Còn bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Chú khỏe dữ. Bên đây nữa. Yeah. Kia nó kìa, trên nó kìa. Đâu? Được chưa? À, được rồi. Bên đây. Chú trên này kìa, hai trái liền kìa. Cho xuống. À. Chú nghĩ có cho mấy người quay phim và mấy người MC rồi cho ăn không? Con hỏi coi, con nghĩ con cho không? Mấy chú khác ăn không?